Thưa quý vị, vào lúc 15 giờ chiều ngày hôm nay 15 tháng 10, UBND thành phố Hà Nội họp báo thông tin về vụ việc nước sạch có mùi lạ. Kết quả xét nghiệm trước đó cho thấy trong nước có một số những chất vượt ngưỡng quy chuẩn. Ngoài ra, công ty nước sạch sông Đà Vioasupco phát hiện sự cố đổ trộm dầu thải nhưng không báo cáo và dẫn đến việc ứng phó và xử lý chậm. Từ quá trình xét nghiệm, phân tích mẫu nước lấy trong nhà máy nước mặt sông Đà, tại trạm bơm tăng áp Tây Mỗ, tại bể chứa, kết quả xét nghiệm so với quy chuẩn của Bộ Y tế ban hành về chất lượng nước ăn uống có một số chỉ tiêu không đạt quy chuẩn. Các mẫu nước không đạt quy chuẩn về mùi vị, mẫu nước có mùi khét. Chưa hết, trong các mẫu nước xét nghiệm đều có hàm lượng styren, chất thuộc nhóm có chỉ tiêu giám sát mức độ C cao hơn tiêu chuẩn cho phép. Theo quy chuẩn, hàm lượng styren được quy định tối đa là 20mg trên 1 lít. Tuy nhiên, các mẫu nước xét nghiệm cho thấy hàm lượng cao hơn quy chuẩn Việt Nam từ 1,3 đến 3,65 lần. Riêng mẫu nước tại các vòi sử dụng của hộ gia đình, hàm lượng styren thấp hơn ở nhà máy và các điểm chứa trung gian. Cho nên là chúng tôi có phối hợp với Viện Sức khỏe Lao động của Bộ Y tế và có vì nó có những xuất hiện những cái mùi như vậy, mùi lạ thì chúng tôi có kiểm tra và chạy cái này thì cho kết quả là cái nồng độ nó cao hơn và cái nồng độ nó thì nó cao dần lên ở phía nhà máy và nó thấp dần ở xuống nhà dân thì nó khoảng từ 1,3 đến 3,65 lần cao hơn độ cho phép. Thế và cái chỗ này thì trên cơ sở cái kết quả này cộng với cái báo cáo của các cái đơn vị là do cái việc đổ dầu thì sơ bộ trong cái báo cáo của ủy ban cũng đã đưa ra là cái mùi này có thể là do cái chất styren do dầu thải ra kết hợp với cái nồng độ của ra cao nó gây cái mùi khó chịu. Thông tin kết quả xác minh hiện tượng mùi khét nồng nặc, nước có váng ở các quận Hà Đông, Thanh Xuân, Hoàng Mai được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố xác định đây là một vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. Tổ công tác được thành lập và điều tra nguyên nhân vụ việc. Đến nay đã xác định tại khu vực đầu nguồn tại khe núi ở xã Phú Minh, Kỳ Sơn, Hòa Bình có dấu hiệu đổ dầu nhất thải trộm. Dầu này đã chảy lan ra suối rồi chảy vào hồ Đầm Bài là hồ chứa nước để cấp cho nhà máy. Công ty nước đã xử lý bước đầu nhưng không thể ngăn chặn hết váng dầu chảy, dẫn đến hệ thống phân phối đến người dân ở các vùng Hà Đông, Hoàng Mai, Thanh Xuân. Thì báo cáo với cái tình hình nước ở các cái khu vực đó mà có cái mùi khét và nồng nặc như vậy thì chúng tôi đã trong cái số đã có chỉ đạo người dân không phải mất tiền để mà trả tiền về cái xe sắt téc. Thế còn xúc xả thì từ cái tuyến truyền dẫn cho đến đồng hồ tổng từ nhà máy nước này đi qua 47 cái số về đến cuối cùng là vành đai 3 thì ở đấy có 4 cái điểm xúc xả là công ty Vivaco phải xúc xả từ nhà máy. Thế còn từ cái đồng hồ tổng vào đến cái hai công ty đây ạ, hai đồng chí tổng giám đốc đây thì xúc xả thì các anh thấy rằng cái mẫu nước của mình nội kiểm thì chúng ta sẽ xúc xả trong cái đoạn địa bàn của hai công ty này. Và cái quy trình xúc xả thì nó chúng ta có quy trình xúc xả, quy trình thử áp thì các anh cứ thế mà thực hiện. Cũng một cái rút kinh nghiệm của công ty cũng là coi nhất là những cái mà phản ánh của quý khách hàng. Đấy, nhiều khi là công ty coi như là không phản ánh được kịp thời. Đấy, giải thích cho người dân rõ hiểu. Đấy. Thì công ty cũng coi như là cái nhất là cái đấy thì công ty cũng coi như là có một cái có cái lỗi là vì là coi như là không ví dụ như là mình khách hàng thì nó là gần như các cụ nói là gần như thượng đế, khách hàng yêu cầu thì chúng ta tăng tải bên cạnh. Người dân được khuyến cáo thời gian này chỉ dùng nước để tắm giặt, không sử dụng để nấu ăn uống mà tạm thời dùng nước đóng chai, bình do các đơn vị khác cung cấp. Ủy ban Nhân dân thành phố bố trí các xe téc của công ty nước sạch Hà Nội túc trực để sẵn sàng chở nước đến cung cấp cho người dân theo nhu cầu.